Kayaknya. Green light. Red light. Green light. Red light. Green 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 light. Okay, on his own, what? Chúng ta đi mới thấy bộ môn bắn bi. Ui, chuẩn thế. À, một viên là được rồi. Ôi trời ơi. Còn ai không? Kia ui. Welcome to phần 2 rồi. Immortal Legend. Game này thì tối thế. Ok, chọn vũ khí cho mình nha. Tiền này. Hết rồi, hết rồi. Mình đã bắn hết rồi. Cứu cái cô nàng này đi. Bên kia đông lắm. Tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu cái gì? À.
Rồi biết cái giới hạn thì xương độn tung nhầm các bạn bằng hết. Chỉ ra một cái thanh niên này, hình như mỗi cái món vũ khí chỉ kết hợp được một tăng sát thương này. À chưa hết vẫn còn. Trên này còn bàn nữa cơ. Yeah. Bom. Rồi bắn mãi không cái này không chết. À bắn này được à. Còn nhiều đất hơn rồi này. Úi dồi. Sai lầm rồi. Just getting in a book. Man, I'm not sure if you're quiet. Still as handsome as ever. Dum 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 d
Thank you.
Này, chịu rồi. Chúng ta chơi Minecraft. Sẽ có con gà này. Nhìn máu à. Con này mạnh lắm, không chơi đâu. Nhết. Trung độc à. Chơi Reprise Queen game. Cái này mất rất nhiều thời gian. Kiểu gì? Ôi, còn 27 giây nữa thì mà bị đích này. Ôi giời. Cái này nó không chỉ báo. Chúng ta chơi Choking.
Chưa chi mà đến cái màn bao nhiêu nhỉ? Màn 14. Вот.